Một, hai, ba, bắt đầu. Người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái vào khu đô thị và đông dân cư vào ban đêm? Đèn chiếu gần, đèn cốt. Đục cái pha xuống. Bạn đang lái xe, phía trước có một xe cứu thương ra tín hiệu ưu tiên, bạn có được phép vượt hay không? Không được vượt. Chân rồi. Khi muốn chuyển hướng, người lái xe cần phải quan sát gương, giảm tốc độ, ra tín hiệu chuyển hướng, quan sát an toàn và chuyển hướng. Ăn bột tiếp nữa đi. Trời, anh nguyên cái mặt anh như đây luôn. Không có dấu son. Bạn đang lái xe trên đường hẹp xuống dốc, gặp một chiếc xe đang lên dốc, bạn cần phải làm gì? Nhường đường cho xe lên dốc. Sao kỳ vậy ta? Sao nó vô cái mũi mình? Uống rượu bia khi lái xe. Cái gì vậy? Nhìn mặt thì bất cự quá. À, hỏi đi. Uống rượu bia khi lái xe, nếu bị phát hiện sẽ xử lý như thế nào? À, bị phạt hành chính hoặc có thể bị xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Xong rồi, xong rồi. Hả mày? Mày hả? Ok, ổn. Trên đường bộ, trừ đường cao tốc, trong khu vực đông dân cư, đường có giải phân cách giữa xe mô tô hai bánh, ô tô chở người đến 30 chỗ, tham gia giao thông với tốc độ cho phép là bao nhiêu? Một, Cho phép là hai, 3. 60 km/h. Trời ơi, tao thật sự. Trời ơi, anh Miên cái mặt của mình. Tự xử này mới đáng nè. Tiếp à? Được được. Thấy tương lai mờ mờ sao? Đừng Rồi, có tiếp nhìn, mày. đừng có nhìn, nhìn Tiếp đứa khác mày. Thì mày nhắm mắt đi, đâu thấy đi. tao đâu. Giải Rồi. phân cách trên đường bộ gồm những loại nào? Giải phân cách có loại cố định và loại di động. À. Ok, chúc mấy bạn thi đậu bằng lái xe.